À. Thành Vũ. Ôi Thành Vũ, Thành Vũ. Ở đây. À, rồng xíu hai vị cô nương. Có cái thằng điên này. Mà sao hôm nay đi học sớm thế? Bình thường tao thấy trống vào lớp rồi mày với ba chân bốn cẳng đi vào trường. À, thì chả là ấy. Đêm qua nằm mơ, sáng nay dậy đi học sớm. Gặp được chân ái cuộc đời. Ai ngờ sáng đi học gặp hai đứa ở chúng mày. Chắc là ấy, giấc mơ bị lỗi thôi. Chứ gặp hai đứa mày, thà tao phải vậy hơn. Bọn tao thì làm sao? Sáng dạt rằng. Ơ, anh Long. Mới sáng ngày ra anh đã đi chấn lột đồ ăn sáng của bọn trẻ con rồi à? Mày nói gì? Cái thằng Long chấn lột đồ ăn của trẻ con ngày xưa ấy, chết rồi. Giờ ấy, người ta gọi anh ấy là Mỹ Nam thân thiện. Mày hiểu chưa? Long Mỹ Nam thân thiện cơ? Chả biết được bao nhiêu hôm. Ra không sao. Tầm này các em thích nói gì cũng được. Anh không để ý đâu. Long thân thiện. Long thân thiện cơ mà. Này, chúng mày. Không biết lão ấy thân thiện được mấy hôm nhỉ? Hai hôm. Tao nói thật nhá. Bình thường ấy, chỉ cần nhìn thôi lão ấy đã kiếm chuyện được rồi. Đã bao giờ thân thiện được với ai đâu. Ui, muộn giờ rồi, chúng mày có định đi học không? Nhanh, tao không kịp trình lên lớp bây giờ. Cái gì? Mày mà cũng biết cầm chổi quen lớp á? Thì trả lại, tuần trước ấy, tao quên làm bài tập về nhà. Thế là cô hôm nay bắt phạt chủ nhật. Hôm nay tao mà không làm chủ nhật nữa ấy, có mà tuần tới cô phạt tao cả tuần. Thôi tao đi trước đây, thế nhá. Ơ, này, này, đi chậm thôi, kẻo ngã bốc răng cống xuống đường, hỏng hết đường ấy. Chào anh. Chào mấy đứa. Chúc buổi sáng tốt lành. Ờ. Chưa rồi ông anh lại chào buổi sáng. Bây giờ tao mới ngủ dậy. Có làm sao không? Thế chúng mày uống gì? Cho em một chai nước. Em một chai. Em một chai nữa. Ủa, cho nốt hai gói bim bim đi. Không trả tiền. Ngồi đợi tí anh lấy cho. Thêm gói bim bim nữa nhỉ? Vâng. Chào mấy đứa. Đi học về tụ tập nước nôi vui phết nhỉ. Nhìn như mấy ông bà đa cấp nhỉ. Hết giờ làm thì tụ tập nước nôi cà phê cà pháo như đúng rồi. Vâng, em chào anh. Thái độ mấy đứa như thế nào đấy? Không muốn tiếp đón thằng anh à? Hay là hôm nay chơi anh Hôi đấy? Hả? Ấy, không không. Bọn em ai lại không đón tiếp anh Long bao giờ? Phải không chúng mày? Thế được. Hả? Anh Long vào ngồi cùng với bọn em à? Cho anh ngồi giao lưu cùng với chứ. Nè, em nhờ. Ô anh ơi, cho em chai nước uống hạ hỏa anh nhờ. Có liền nhá, bình tĩnh chú em làm gì tính nóng như kem ấy. Mấy đứa có sao không? Anh xin lỗi nhá. Bọn em không sao ạ. Bọn em không sao ạ. Nước của mấy đứa đấy? Em uống nước đi. Anh Long. Tất mọi người uống nước đi nhở.
Sao mà được im lặng thế? Không muốn nói chuyện với anh à? Hay là có mặt anh ở đây mới nhớ sợ không dám nói chuyện à? Không. Chỉ là... Chỉ là làm sao? Là... Như nào? Là... Cái mai nó bị đau bụng. Thế thôi, chắc là bọn em xin phép về trước anh ạ. Đúng đúng anh ạ. Nãy cái mai nó bảo bị đau bụng đấy ạ. Nãy bà bảo bà bị đau bụng mà. Đau bụng quá. Nãy tôi bị đau bụng. Đau bụng thật. Giờ đau hơn. Em bị đau bụng à? Làm sao không đấy? Em không sao đâu anh ạ. Lát về em nghỉ ngơi một chút là khỏi thôi. Ừ, thì em về luôn đi. Về nghỉ ngơi cho khỏe nhá. Dạ vâng ạ. Vậy bọn em xin phép bọn em về trước đây. Mấy đứa về nhá. Anh ơi, cho em tính tiền à? Thôi, để anh gửi tiền cho. Mấy đứa về đi nhá. Thế anh gửi tiền đấy. Thôi, đi về đi. Chẳng bức ai nói với em rằng ủa hèn ai ly. Gì thế nhở? Vừa mới ra ngoài có mất lát thôi mà về nhà thành cái ngốc rồi à? Ơ cái con này, mày dám ăn nói với anh mày thế à? Anh tự lấy gương ra mà soi xem như thế nào chứ. Vừa ngáo ngáo lại vừa tủm tỉm cười. Cứ như thằng hầm. Tôi đã. Ui. Chúc anh mày ngáo thế á? Chứ còn gì nữa, nhìn anh cứ như kiểu lần đầu vừa cảm nắng ai ý. À, có phải là anh thích ai rồi đúng không? Thích cái gì? Mày đừng có mà nghĩ linh tinh nha. Thôi, anh đi tắm đây. Khó chịu lắm rồi. Tay mày làm sao? Cưới tao không? Anh ơi. Anh nhìn mày sang con này nhiều lắm. Không bị kiểu gì ấy. Không. Ông mày đi được kiểu gì đấy? À, đau quá. Mày có sao không? Con mua chúng mày để chán à? Bọn em xin lỗi anh ạ. Chúng mày tưởng chuyện gì xin lỗi một câu là xong à? Thế bây giờ cái này mày tính như nào? Cái này tính như nào? Dạ. Thế hay là để bọn em đền anh một ly cà phê mới được không ạ? Mày nghĩ một ly cà phê mà đủ à? Thế còn tổn hại tinh thần và hao phí thời gian của tao thì sao? Dạ. Thế bây giờ chúng mày tính sao? Dạ thế bây giờ bọn em phải làm như nào ạ? Hỏi hay đấy. Được. Lo cà phê 15k, tổn hại tinh thần 50k, còn đấy mất thời gian của tao đấy 50k, bớt cho 5.000.1. Oh no. Nhưng mà bọn em đang đi học thì làm gì có nhiều tiền mà đưa cho anh ạ? Dạ đúng rồi đấy anh ạ. Anh thấy, anh nói thế anh nghe có được không? Anh đừng có mà như thế. Bọn em ấy, làm đổ ly cà phê của anh ấy thì bọn em chỉ đền ly cà phê thôi. Làm gì mà bọn em còn phải đền cả thời gian lẫn tinh thần của anh. Người tổn thất về thời gian và tinh thần ấy phải là bọn em mới đúng. Thậm chí là bạn em như này còn ngã này. Chúng mày không tính đền đúng không? Này. Ở đây có chuyện gì đấy? Ông em đi đâu đây này? Ông anh. Ông anh lại tính bày trò bắt nạt mấy trẻ con thế? Đâu, bắt nạt gì bọn nó, anh bắt chúng nó bồi thường tinh thần cho anh thôi. Thế chúng mày làm gì anh ý, mà để anh ấy bắt bồi thường? Chẳng may ấy, lúc nãy bọn em đi qua đây, bọn em mải ngắm con bò bên kia quá, không để ý. Thế là đụng vào phải anh ấy, đổ một lon nước của anh ấy. Mà lon nước mỗi 15.000, anh bắt đền nó tận 101. Khác gì đồ ăn cướp đâu, đi cái gì, nói gì cơ? Thôi, bình tĩnh, ông anh tính nóng như kem nhỉ? Mà hôm nọ vừa va chạm vào nhau một tí mà tay ông anh nghe vẻ đau thế. Anh ơi, hôm nọ anh em mình 1-1 thôi. Hôm nay em đi 2 người đấy. Em tin anh là người sáng suốt anh ạ. Thôi anh nhỉ. Thôi, anh để mặt em bỏ qua cho các em nó. Bây giờ em mới ra đầu làng. Anh em mình làm cốc bia hàn huyên chuyện ông nọ anh ạ. Nhanh nhá. Đấy, chú nói thế thì mình nghe lọt tai không? Đấy, các em lần sau đi đừng chú ý vào nhá. May hôm nay có anh đấy. Anh à? Đi anh à? Quay lắm. Hôm nay anh Long làm sao anh nhỉ?
Tao cũng chả hiểu. Này chắc mặt trời đi xe lão ý ổn định nên là mới thế thôi. Tại sao hôm nay lão này tốt thế nhở? Chẳng biết có ý đồ gì không. Ừ, nhắc tao mới để ý. Dạo này tụi mình gặp lão ý tần suất hơi nhiều. Mày nói cũng đúng nhở. Làm gì đi đâu mà cứ gặp mặt lão ý suốt. Nhưng mà gặp ai thì gặp ấy. Gặp lão ý thôi tao xin. Nhưng mà lúc nãy mà không có lão ý thì làm sao mà mình thoát được cái chuyện vừa rồi. Mày nói cũng đúng đấy. Nhưng mà để cho tao có sự lựa chọn lại thì tao vẫn chọn không gặp mặt lão ý thì hơn. Ừ, tao đồng ý với ý kiến cái Hương ấy. Gặp thì cũng đã gặp rồi. Đi về đi, mất cả hứng đi chơi, tự nhiên ngã. Về. Nãy mình ngã về sau đấy. Mai. Dạ anh. Em đi đâu đấy? Em đang đi mua đồ cho mẹ. Ồ, thế điên này à? À, dạ vâng. Thế cùng đường về với anh đấy, cho anh đi cùng nhá. Đi. Thôi, vậy cũng được ạ. À, em cảm ơn anh vì hôm trước anh đã giải cứu chúng em thoát khỏi lão trường nhá. Hôm trước anh đi vội quá nên là em chưa kịp cảm ơn. Không có gì đâu mà. Em không sao là ổn rồi. Ui anh ơi, hình như trời sắp mưa rồi. Anh thấy âm mù lắm rồi ấy. Ui, mưa luôn này. Đạo diễn với kịch bản chuẩn thật. Tự nhiên trời lại mưa anh nhở? Công nhận đấy. Cứ đoạn nào có tình cảm đó là đạo diễn nó lại cho mưa luôn. Mày chả biết bao giờ hết mưa nữa. Anh không rõ được, đợi trời hết mưa chắc phải đến tối đấy. Hay để tí anh đưa em về, nhà em xa mà. Nhưng mà... Nhưng nhịn cái gì, em về nhà an toàn là được rồi. Vâng, cảm ơn ạ. Cảm ơn, ơn mẹ gì. À, bao lâu rồi chưa thấy mới dậy. Ra đây có việc cho mày đây. Vâng. Mơ gì mà như thật ấy nhỉ? Con người bị son mà người nó đáng yêu thế. Long ơi, đâu rồi? Ra đây nào. Long ơi. Dạ. Vâng. Ôi trời. Ước gì được mơ lại nhỉ? Nhanh lên. Vâng.